Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba tuần đầu tiên của tháng. Câu chuyện nhân đạo sẽ là phóng sự phản ánh việc làm nhân đạo bát cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo của Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Lộc. Trong mục địa chỉ nhân đạo, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi cả bố lẫn mẹ ở khối 1A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Còn bây giờ, như thường lệ, mở đầu chương trình là tin tức hoạt động nhân đạo thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi chương trình Nhịp cầu nhân đạo số tháng 3 năm 2014 phát sóng, giới thiệu hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hưng ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, thì một số tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã có sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời về vật chất cũng như là về tinh thần. Thay mặt những người làm chương trình, xin được ghi nhận và hết sức trân trọng sự quan tâm, sẻ chia của quý vị tới hoàn cảnh thiếu may mắn của chị Bùi Thị Hưng. Chúng tôi cũng mong muốn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quý vị tới những địa chỉ nhân đạo đã và sẽ được lên sóng ở các chương trình tiếp theo. Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình, Công ty Cổ phần Việt Hà chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tràng An mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng. Đại diện chính quyền xã Hoa Sơn và một số bà con quê Anh Sơn hiện đang sinh sống tại Bà Rịa, Vũng Tàu, sau khi xem chương trình cũng gửi ủng hộ số tiền là 4 triệu đồng. Ngoài việc đăng ký thăm khám và điều trị theo phác đồ cho hai chị em Hiền và Hòa, dịp này Hội Đông y Nghệ An cũng đã khám và cấp thuốc trị giá tương đương 3 triệu đồng. Trung tuần tháng 3 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận 166 xe lăn cho trẻ khuyết tật do tổ chức quốc tế vận động quyên góp xe lăn cho trẻ em Rotary International Australia tài trợ của 4 tỉnh miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An. Thời gian qua, tổ chức Rotary International đã nhiều lần đứng ra vận động quyên góp tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tổ chức từ thiện này đến với trẻ em khuyết tật Nghệ An. Được biết, trong tổng số 166 xe lăn Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận trong đợt này, Nghệ An được trao 50 chiếc. Tại huyện Yên Thành, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Vinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp tổ chức khám, phân loại và chỉ định phẫu thuật cho trẻ bị khuyết tật trên địa bàn hai huyện Diễn Châu và Yên Thành. Trong đợt này, 225 trẻ khuyết tật vận động, sứt môi, hở vòm, trẻ bị dị tật về mắt và có các triệu chứng bệnh tim đã được khám phân loại. Sau khi có kết quả, trường hợp trẻ bị bệnh nặng sẽ được chỉ định phẫu thuật miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Ngoài ra, các bậc cha mẹ còn được bác sĩ tư vấn về dấu hiệu nhận biết bệnh tim bẩm sinh, nguyên nhân mắc bệnh và một số biện pháp đề phòng. Dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện Yên Thành cũng tổ chức trao quà, hỗ trợ, mỗi cháu đến khám là 50.000 đồng. Vừa qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức vận động và tiếp nhận máu tại trường Trung cấp Việt Anh. Hơn 300 sinh viên của trường đã tình nguyện tham gia đăng ký hiến máu. Trong đợt này, đã huy động được từ 150 đến 200 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện dùng cho việc truyền máu phục vụ bệnh nhân đã và đang điều trị. Không chỉ đối diện với ốm đau, bệnh tật, mỗi ngày trên đất nước ta có hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải trực diện với sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Một lời động viên, một bát cháo nhỏ lúc này sẽ làm ấm lòng và phần nào xoa dịu nỗi đau về bệnh tật của người bệnh. Với tôn chỉ mục đích đề ra, bát cháo tình thương đem cả tấm lòng yêu thương đến bệnh nhân nghèo, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Lộc đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động trong cộng đồng. Tháng 3 năm 2014 vừa qua, chương trình bát cháo tình thương lần đầu tiên được ra mắt tại Bệnh viện Đa khoa huyện, nơi tập trung nhiều nhất các bệnh nhân nghèo đến khám chữa bệnh. Qua tổ chức và chúng tôi thấy là cái hoạt động này là đưa lại những cái giúp cho người nghèo có thêm cái bát cháo để là giảm được cái bệnh tật trong lúc điều trị. Cái chương trình này chúng tôi sẽ duy trì được tốt với những cái biện pháp là trước hết là chúng tôi giao cho Chi hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc tổ chức nấu cháo một tuần vào hai buổi sáng, sáng thứ bảy và sáng chủ nhật để phát cháo cho bệnh nhân nghèo. Và chúng tôi làm trên cơ sở là minh bạch rõ ràng, thì Hội Chữ thập đỏ cũng như các nhà hảo tâm sẽ tin tưởng và tiếp tục ủng hộ chương trình này.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, mỗi khoa phòng điều trị đều có các bệnh nhân nghèo. Những tháng ngày dài điều trị không chỉ lấy đi của họ sức khỏe, tinh thần chiến đấu với bệnh tật, mà đồng nghĩa với đó, gia đình họ phải đối mặt với sự khánh kiệt, khó khăn về kinh tế. Mỗi bát cháo bệnh nhân nghèo nhận được vào mỗi buổi sáng có giá trị kinh tế không lớn, nhưng làm cho người bệnh thấy được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Chính bản thân tôi đã mắc phải bị bệnh tim cho nên vào viện thì rất chi là tốn kém. Những bệnh nhân nghèo như tôi đã cảm thấy được nhiều người quan tâm, ưu ái, mặc dù là một bát cháo nhỏ đã làm cho chúng tôi ấm lòng. Đối với đội ngũ cán bộ thầy thuốc chúng tôi thì chúng tôi là đã cố gắng hết mình để chữa bệnh cho bệnh nhân và nâng cao cái tinh thần ý đức để khám chữa bệnh và chăm sóc người ta tốt. Nhưng mà nếu thế cũng chưa đủ, mà phải nghĩ rằng là ngoài chữa bệnh phải đi đôi với dưỡng bệnh, phải có sự ăn uống và nuôi dưỡng người ta tốt hơn và cần với cái sự chia sẻ đùm bọc của cộng đồng xã hội. Tôi nghĩ rằng là với cái chương trình bát cháo tình thương này được khởi động phải nói rằng là rất là tốt và mang ý nghĩa nhân văn và nhân đạo đối với người bệnh nhân nghèo. Và chúng tôi mong rằng là cái sự quan tâm này là được nhân rộng và nhiều cái hoạt động từ thiện khác để cùng chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Để có được những bát cháo nhỏ cho bệnh nhân nghèo, ba đơn vị là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng Hoàng Anh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thái Lộc An và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tuấn Hoàng, mỗi đơn vị ủng hộ 20 triệu đồng. Được biết, để phong trào này được duy trì lâu dài và thường xuyên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng trên địa bàn huyện đã tiếp tục đăng ký tham gia ủng hộ. Thành lập cách đây chưa lâu, từ tháng 10 năm 2012, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Nghi Lộc đã có nhiều việc làm, hành động thiết thực giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh thiếu may mắn trên địa bàn. Đây là một cái chương trình có thể nói là những cái hành động, những cái nghĩa cử rất là cao đẹp đối với bệnh nhân nghèo đang điều trị ở bệnh viện các cấp. Chúng tôi cho rằng là sắp tới thì với cái phong trào và các cái doanh nghiệp nhỏ vừa chúng tôi cũng đang tập trung để rồi phát động phong trào tiếp nối cho cái chương trình đầu năm 2011 và để càng ngày càng có những cái ý nghĩa là lan rộng hơn đối với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Tính đến nay, Nghi Lộc là đơn vị thứ 8 xây dựng được phong trào bát cháo tình thương đến với bệnh nhân nghèo. Năm 2008, thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn là địa phương đầu tiên tổ chức và đến thời điểm hiện tại, phong trào vẫn phát triển tốt, giúp đỡ được nhiều đối tượng bệnh nhân nghèo lấy lại tinh thần, vượt qua bệnh tật khó khăn. Mục tiêu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là xây dựng và phát triển bát cháo tình thương ở 100% tổ chức hội. Mới học lớp 6 nhưng Đặng Khánh Huyền đã đảm nhiệm công việc vai trò của một người chị, người mẹ để chăm sóc cho đứa em gái bé bỏng của mình là Đặng Khánh Linh, sinh năm 2009. Cách đây chưa lâu, cuộc sống của hai chị em cũng được hưởng đầy đủ sự chăm sóc và tình yêu thương của những bậc sinh thành. Thế nhưng bất hạnh đổ ập xuống gia đình khi cả bố và mẹ em đều không chiến thắng nổi căn bệnh thế kỷ. Bố mất năm 2010, thì gần 3 năm sau đó, mẹ cũng bỏ hai chị em mà đi. Một năm nay, hai chị em gần như tự chăm sóc nhau. Thương tình cuộc sống mất cả bố lẫn mẹ của hai đứa trẻ, những người hàng xóm tốt bụng cũng chỉ có thể qua lại, động viên, hỗ trợ ít nhiều, giúp hai đứa trẻ có thể duy trì cuộc sống. Bản thân tôi cũng là người hàng xóm rất thương hai cháu vì hoàn cảnh là thiếu sự đồng viên của bố mẹ. Tôi cũng rất xúc động vì trước hoàn cảnh của hai cháu thì tôi là người hàng xóm và thường qua lại khi các cháu thiếu thức ăn hoặc là gạo thì bản thân tôi cũng là hỗ trợ thêm cho hai cháu. Và hoàn cảnh của các cháu thì thiếu thốn những cái tình cảm bố mẹ, rồi là anh chị em thì gia đình thì là có gì thì cũng không được hoàn hảo, cho nên là cái cuộc sống của các cháu khó khăn.
đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Việc hai đứa trẻ, một đang học lớp 6 trường làng, một ở lứa tuổi mầm non, phải tự bỏ ban chăm lo cho nhau là một điều không dễ dàng. Bên nội thì ở xa, ông bà đều ở tuổi sức cùng lực kiệt nên không thể đón cháu nội về nuôi dưỡng. Hiện tại các em sống gần anh em đằng ngoại, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh và đều có những khó khăn bất hạnh riêng nên không ai có điều kiện lo liệu chăm sóc cho các cháu. Duy nhất bên cạnh các em, thường ngày có người dì ruột, em gái của mẹ, nhưng dì lại chẳng được khôn ngoan nhanh nhẹn như người bình thường nên cuộc sống cứ thế, lúc đói, lúc no, chưa ai tính được. Thời gian vừa qua thì các cháu được sự hỗ trợ của là khối xóm thì cũng đã tạo điều kiện để cho hỗ trợ ban đầu, đã vận động nhân dân là quyên góp tiền túi là ít ỏi nhưng cũng là cái tính động viên cho các cháu là vượt qua được cái khó khăn. Tương lai của các cháu đang còn ở phía trước, bây giờ là rất là nan giải, nội ngoại thì không có đủ điều kiện để chăm lo cái vật chất tinh thần cho các cháu được, mà cái này là rất cần là sự quan tâm vào cuộc của các ban ngành, nhất là các nhà hảo tâm, để làm sao giang cánh tay rộng để mà đón các cháu về, làm sao cho các cháu có một cái mái ấm thật yên tâm để các cháu là bước vào đời sau này là các cháu trưởng thành lên. Hiện tại, chuyện ăn học của cả hai chị em được một người Dượng tốt bụng lo liệu chia sẻ. Thế nhưng cuộc sống của gia đình Dượng cũng chẳng khấm khá là mấy. Mới đây, người vợ của Dượng đang bình thường lại bị tai biến, phải có người hỗ trợ chăm sóc thường xuyên. Việc chăm lo cho cuộc sống các cháu về lâu về dài, vì vậy chưa biết tính ra sao. Một bàn tay tin cậy để chăm sóc gửi trao số phận là những gì các em đang rất cần, rất hy vọng để có được một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua chương trình, chúng tôi rất mong muốn có một tổ chức nhân đạo với đầy đủ điều kiện pháp lý, nhận chăm sóc nuôi dưỡng các em đến tuổi trưởng thành. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ Văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An, số 11, đường Dương Văn Nga, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc em Đặng Khánh Huyền, khối 1A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Quý vị cũng có thể đóng góp thông tin cho chương trình theo địa chỉ Phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An. Số điện thoại 0383 835 316. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.